quan đặt nhận hòa bình nha. Rồi đấy, bắt đầu lên đường lên đi trên đây, cả đoàn đi thăm đập thủy điện Hòa Bình nha. Ai giờ này mà không đi làm thì xem nha, cho đây là toàn quay để cho mọi người ở nhà xem cải thiện mắt. Xem trên TV đây để mình xem trực tiếp đấy. Đây nước mưa cái cũng chưa nhiều rồi. Chưa ăn thua gì cả. Yeah. Mưa này chưa ăn thua gì cả nước. Chưa ăn thua gì. Nước chưa ăn thua gì cả. Nước trong kìa. Nước trong. Nhưng mà nước ít lắm, chưa ăn thua gì. Hồ này rộng lắm. Rộng hơn hồ Núi Cốc nhiều. Làm thì cái này nha, đây là chỉ là bề nổi bên ngoài thôi, còn nó đi vào các ngóc ngách bên trong nữa. Đây là đi thăm đập thủy điện Hòa Bình. Đây là đang đi ở bên trên. Hầu như là nước ở đâu cũng xanh ngắt. À, nước trong ngắt. Mưa chưa ăn thua gì cả. Yeah. Đập. Đập. Nước to nó lên tận cái chỗ bờ mình chẳng hạn. Đây này là cái máy kia ở bên dưới luôn. Nó quanh núi nên là nhìn nó cải thiện mắt nhá, cho mọi người cải thiện mắt tí nhá, được xem trực tiếp nhá. Sông Nhỏ Quế, Hà Giang mình ở nhà này cũng được xem trực tiếp. Trời ơi. Trời ơi. Đây. Đi viên là ở bên dưới thôi. À. Và cái thằng đây là mình đang đi ở bên trên. Tổ bên tổ mặt tổ máy mặt máy phát này. À. Đây là đoàn đang đi ở bên trên rồi, tí mới xuống dưới. Trên xuống là trên xuống là đẹp cảnh, đúng rồi, đẹp cao nhỉ. Đấy thế mới làm đập chứa được nhiều lương lên cao nhỉ. Đường lên trên cao, bác trên quan sát xa trông rộng thế. Đúng rồi. Đấy, lên cao soi hết hả? Chắc cái đường này họ phải quét dọn thường xuyên chứ làm sao mà được sạch như này nhỉ? Chắc không biết là quét lại xe hay là có xe hút đi. Đầu xe những người quét là được nhỉ? Không quét được cái ấy này phải quét chứ. Dùng máy. Xe quét rác. Đúng rồi, xe quét rác chứ người ta quét tay đâu, làm gì có người quét tay dài thế này. Chứ không thì làm sao mà sạch như thế này. Đây là phải dùng xe quét rác. Nếu mà không quét ra thì mà ngập. Mình đoàn đầu tiên gì này? Đoàn đầu tiên đến chưa? Ơ người phải đỗ đi bộ, xe cụ lên trên nhé. Đấy à? Ok đến đây thôi. Đi ra chỗ kia, ngó chỗ kia đã, cho mọi người ngắm dưới đã. Điện thoại em. Mọi người cầm đi. Oh. Em ơi, có cầm điện thoại không? Có. Đặt cho mọi người đi ngắm hồ nhá. Ngắm gọi là ngắm từ trên xuống thôi, tí mới xuống dưới. Đây đây đến này. Đây, đang ngắm hồ đây, thành phố kia. Này là buổi tối đẹp lắm ấy nhờ. Buổi tối nhìn vào đây. Người đây lắm mà. Bác Hồ kia cũng ngắm được. Ờ, trên kia. Trên đấy nó ngắm cao cao hơn ấy nhờ. Ngắm nhìn cái chữ thủy điện nó sẽ đẹp. Đẹp chỗ này cây tre trên. Cây nó tre không nhìn được. Trên kia đẹp cây nó không. Anh nhờ, đập thủy điện Hòa Bình nha. À, quay đến đây nó còn trẻ tí lên. Xe còn đi tắc nát nghiệp tí. Đây nha. Đấy thành phố ở trên nhìn xuống thành phố kìa. Thành phố Hòa Bình đấy. Đấy. Thủy điện dưới kia vẫn đang làm, vẫn đang xây dựng công trình đấy. Nước ít lắm. Ê, hồ cái bên kia là hồ. Hồ bên kia. Hồ vẫn còn ít nước lắm.
xanh chưa? Nước đã sẵn đập xanh. Ở đằng kia là dưới kia là thành phố nha. Thành phố Hòa Bình. Phố Hòa Bình á. Đi. Kia có một đoàn nữa rồi. Thế đi cùng. Đấy. Hòa Bình. Thế nhá, tí nữa bây giờ đi lên trên á, tí xuống dưới làm hồ cho quay cho xem nha, mọi người xem nha.